Chiếc áo choàng mà nữ hoàng Anh Elizabeth mặc trong lễ đăng quang năm 1953 cùng nhiều hiện vật quý khác bắt đầu được trưng bày công khai ở lâu đài Windsor từ tuần này trong triển lãm chào mừng đại lễ Bạch Kim nhân kỷ niệm 70 năm trị vì của nữ hoàng. Triển lãm tái hiện lại những dấu ấn trong lễ đăng quang ngày 2 tháng 6 năm 1953 của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị sau khi cha của bà, vua George VI băng hà ngày 6 tháng 2 năm 1952. Đây là một dịp đặc biệt. Tất nhiên là sự kiện đại lễ Bạch Kim của nữ hoàng mang đầy tính lịch sử. Nhưng để có thể trưng bày những đồ vật tuyệt vời này với nhau, bao gồm cả đồ cá nhân thuộc về nữ hoàng, là một đặc ân và là cơ hội có 102 dành cho du khách đến ngắm những thứ mà rất hiếm khi thấy được. Ở tuổi 96, với 70 năm tại vị, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã trở thành người cai trị lâu nhất Vương quốc Anh. Đại lễ Bạch Kim mừng cột mốc 70 năm này đã diễn ra tưng bừng với nhiều hoạt động trong suốt cuối tuần đầu tiên của tháng 6 vừa qua. Tâm điểm của buổi triển lãm là chiếc váy đăng quang của nữ hoàng do nhà thiết kế riêng của hoàng gia Norman Harnell thực hiện. Chiếc váy satin trắng được thêu những biểu tượng đại diện cho các nước thuộc khối thịnh vượng chung và Vương quốc Anh. Cùng với đó là chiếc áo choàng nhung màu tím dài 6,5 mét mà nữ hoàng khoác trong lễ đăng quang. Điều quan trọng nhất của chiếc váy này, ngoài việc nó là một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất của thời trang cao cấp Anh thế kỷ 20, còn là tính biểu tượng của nó. Như chúng ta thấy, bộ váy được trang trí hoàn toàn bởi những đường thêu đẹp nhất. Và nó kết hợp các biểu tượng của Vương quốc Anh, cũng như biểu tượng của các quốc gia mà nữ hoàng trở thành người đứng đầu khi bà lên ngôi. Và trên thực tế, thiết kế này thực sự là sự hợp tác giữa Norman Harnell và nữ hoàng, người đã chỉ định loại vải nên được sử dụng, cũng như đường nét của chiếc váy, mô phỏng chiếc váy cưới của bà. Và chính nữ hoàng là người gợi ý các họa tiết thêu nên được thực hiện bằng lụa màu. Ngoài ra, tại triển lãm còn trưng bày nhiều đồ trang sức tuyệt đẹp được nữ hoàng đeo trong lễ đăng quang và gần với mốc thời gian đó. Diễn ra tại sảnh George và hành lang Lantern của lâu đài Windsor, triển lãm mang tên Đại lễ Bạch Kim, lễ đăng quang của nữ hoàng sẽ kéo dài từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 26 tháng 9.